Xuân Bắc khiến chương trình Táo Quân bị khán giả ghét thậm tệ, nguy cơ giải tán. Vụ việc từ bài viết trên trang cá nhân của nam tào Xuân Bắc đã khiến chương trình Táo Quân cũng bị lôi vào những cuộc tranh cãi không hồi kết. Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ nhân dân Khải Hân, ông là người đặt nền móng cho Táo Quân lên sóng kể từ năm 2003. Câu chuyện ngụ ngôn nam tào Xuân Bắc kể trên trang cá nhân đã khiến anh và cả chương trình Táo Quân bị cuốn vào những cuộc tranh cãi nảy lửa kéo dài. Trong đó có khán giả bày tỏ sự giận dữ, thất vọng với cả Xuân Bắc lẫn Táo Quân, đặt góc nhìn khách quan và thẳng thắn, ý kiến của ông về sự việc này. Nếu xét về lý, Xuân Bắc không sai vì trong bài viết của cậu ấy không có bất kỳ câu chữ nào thể hiện trực tiếp sự mắng mỏ hay coi thường khán giả như dư luận bình phẩm. Có câu án tại hồ sơ, đọc kỹ cả bài viết của Xuân Bắc, không ai có thể tìm ra câu chữ nào thể hiện những ý đồ như bị dư luận cáo buộc, đó là do mọi người tự suy luận ra. Đặt trường hợp giả tưởng, nếu kiện sự việc này tại tòa, tôi đoán Xuân Bắc sẽ thắng. Nhưng nếu xét về tên, Xuân Bắc cũng cần phải xem lại cách nói chuyện của mình. Tôi biết cậu ấy ở ngoài đời luôn có cách nói chuyện kiểu bông lơn, thiếu nghiêm túc, cứ nửa đùa nửa thật. Ngay cả với tôi, cậu ấy cũng hay có cách nói chuyện như vậy. Nhìn vào thực tế vụ việc vừa xảy ra có thể thấy, cách nói chuyện của Xuân Bắc đang khiến chính cậu ấy và cả ekip Táo Quân bị ảnh hưởng. Xuân Bắc không sai về lý, nhưng cũng chưa đúng về tên. Thật ra những gì bình luận trên mạng xã hội tôi không quan tâm lắm. Tôi nghĩ để cuộc tranh luận đi đến cuối cùng phải có sự tương quan về cách nghĩ, về quan điểm. Nếu khác nhau về góc nhìn, cuộc tranh luận sẽ không đi đến đâu cả. Nhưng tôi cũng muốn một lần nói rằng Táo Quân nên được nhìn nhận sòng phẳng. Tôi theo Táo Quân được 6 số, đến năm thứ 7 lên sóng tôi về hưu. Đã 14 năm trôi qua, từ một chương trình non trẻ, Táo Quân đã trở thành một thương hiệu có giá trị của truyền hình. Cứ 5 năm một lần, tôi lại quay lại gặp gỡ dàn diễn viên, tôi đến trường quay xem họ tập luyện ghi hình, cảm xúc của tôi vẫn vẹn nguyên như vậy, không thay đổi, từ số đầu tiên cho đến bây giờ. 20 năm, một hành trình đủ dài so với cả đời người, để nuôi được một chương trình phát sóng ngần ấy năm, không hề đơn giản. Táo Quân như làm dâu trăm họ, chín người mười ý, rất khó để làm vừa lòng tất cả mọi đối tượng khán giả. Cá nhân tôi và cả ekip thực hiện chương trình đều không ngại mọi ý kiến khen chê của khán giả. Thích cũng được, không thích cũng không sao, đều tốt cả. Khán giả chê, khán giả không thích, chứng tỏ khán giả đã xem và bày tỏ quan điểm, phải xem mới phát hiện ra chương trình không hay. Chỉ cần dù khen hay chê, đều là những ý kiến công tâm, có lý và có tình.